Xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong cái chuyên mục tiếp theo của chúng tôi. Trong cái chương trình này, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là bốn cái giấc mơ thông báo trước cái tin buồn, và chúng ta hãy hết sức thận trọng để không gặp phải những cái vận xui đeo bám và tìm cách để hóa giải cái điểm hung. Vậy thì đấy là những cái giấc mơ nào, và đối với những giấc mơ này thì chúng ta cần phải làm những cái vấn đề gì để hóa giải cái điểm hung này, mang lại cái may mắn cho gia đình mình? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay. Thứ nhất, đấy là mơ thấy bị cắt trộm tóc. Một ngày, nếu đột nhiên bạn ngủ mơ thấy có một cái người lạ cắt trộm tóc thì bạn hãy cẩn trọng, bởi đây là cái giấc mơ báo hiệu gia đình bạn sắp có biến động lớn. Những cái điều không hay có thể xảy ra trong cái thời gian tới. Trong thời gian này, nếu muốn vận xui bay đi, bạn hãy tìm cách hóa giải nó để cái vận xấu bay đi, trả lại cái cuộc sống bình an cho bạn. Và cái cách xua đuổi các cái vận xui thì chúng tôi đã có một cái video ở trên cái kênh này rồi, các bạn hãy vào đây để xem lại cái phần video này. Và cái thứ hai, đấy là mơ thấy bị gãy răng. Nếu bạn mơ thấy mình bị gãy răng thì đây chính là cái điểm báo không lành cho bạn trong cái thời gian sắp tới. Bạn cần phải hết sức thận trọng, đặc biệt nếu trong giấc mơ bạn bị gãy rất nhiều răng thì đó chính là cái điểm báo bạn gặp họa sát thân trong cái thời gian tới. Chính vì vậy, bạn cần phải thận trọng trong mọi việc và tìm cách hóa giải để vận xui hóa lành. Và giấc mơ thứ ba, đấy là mơ thấy mình đang rơi. Thì nếu một ngày bạn đột nhiên mơ thấy trong nhiều giấc mơ mình bị ngã hoặc là cảm giác rơi từ trên cao xuống, thì bạn nên cẩn trọng với cái giấc mơ này. Khi bạn mơ thấy cái điều này, nó ngầm báo những cái điều bạn mong muốn mơ ước không thành hiện thực. Bạn cần phải tìm cách hóa giải để không bị cái vận xui đeo bám mình. Khi bạn ngủ mơ thấy điều này thể hiện tâm lý bạn đang rất bất ổn và thiếu kiểm soát bản thân. Trong cái thời gian này bạn đang rơi vào cuộc sống bế tắc, mệt mỏi, bạn đang khó khăn trong cuộc sống của mình. Và thứ tư, đấy là mơ thấy quần áo bẩn thỉu. Nếu đột nhiên bạn mơ thấy trong giấc mơ quần áo mình đang mặc rất sạch, không hề bẩn thỉu, lem luốc và nhỏ nhỉ thì đây chính là cái dấu hiệu. Thì đây chính là dấu hiệu người yêu người bạn đời của bạn đang phản bội bạn. Khi bạn gặp giấc mơ này, cần tìm cách hóa giải ngay. Bên cạnh đó thì trong cuộc sống, bộ quần áo chính là cái thể hiện cho người bạn đời. Vậy nên khi một trong hai vợ chồng có cái giấc mơ kỳ lạ như đã miêu tả thì hãy cố gắng khôn khéo tìm cách kiểm tra người xung quanh của mình, đặc biệt là người bạn đời của mình. Và trên đây đấy là bốn cái giấc mơ báo hiệu cái điều mà không may mắn đến với bạn và gia đình bạn. Và khi gặp những giấc mơ này thì quý vị hãy tìm cách để hóa giải các cái giấc mơ này. Và quý anh chị hãy lên cái kênh của tôi và kéo xuống phần phía dưới thì các bạn sẽ thấy được một cái video là cách hóa giải những cái vận xui đeo bám để mang lại những cái điều may mắn. Thì các bạn hãy xem lại cái cách hóa giải này để chúng ta có được nhiều cái sự may mắn hơn trong cuộc sống. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.